truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự và bình luận của chúng tôi hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trước hết xin mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 tại Berlin, Câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức chương trình giao lưu nghĩa tình Trường Sa năm 2023 đến dự với chương trình của câu lạc bộ ở Trường Sa có thứ trưởng Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Vũ Quang Minh cùng phu nhân, ngài đại tá Nguyễn Tuấn Minh trưởng văn phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thường trực ban công tác cộng đồng đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện một số hội đoàn của người Việt Nam và đông đủ các hội viên của Câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức đã về tham dự. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi đấy là Đại sứ Vũ Công Minh cùng ban chấp hành câu lạc bộ Trường Sa đang xem lại những cái kỳ vật mà của đảo Trường Sa gửi tặng cho câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức qua những chuyến đi của các hội viên. Thay mặt câu lạc bộ Trường Sa, bà Bùi Thị Thu Minh đã báo cáo những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa kể từ khi thành lập cho đến nay. Trong báo cáo của bà Bùi Thị Thu Minh nêu rõ, câu lạc bộ Trường Sa được thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2017. Khi đó chỉ có 12 hội viên sáng lập, nhưng đến nay sau 5 năm hoạt động, số hội viên cũng như hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa ở Cộng hòa Liên bang Đức đã phát triển mạnh mẽ, rộng rãi và rất có ý nghĩa. Trong đó, hàng năm, không kể những năm đại dịch Covid-19, thì câu lạc bộ Trường Sa bao giờ cũng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Trường Sa với chủ đề là Nghĩa tình Trường Sa. Trong sinh hoạt có phong trào quyên góp để ủng hộ cho quân và dân trên đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 2023, mặc dù trong bối cảnh đời sống kinh tế trên toàn cầu gặp khó khăn, nhưng câu lạc bộ Trường Sa đã quyên góp được hơn 8.000 euro. Toàn bộ số tiền đó sẽ biến thành hiện vật và những nhu yếu phẩm cần thiết để tặng cho quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mặt cho những chiến sĩ đã từ ra thăm trường xa. Anh Nguyễn Văn Thanh, phó chủ tịch câu lạc bộ đã kể lại giây phút ghi tráng của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở trận chiến Gạc Ma. Mặt cho đoàn bộ ngoại giao Việt Nam hiện đang công tác tại Đức. Bà Lê Thị Thu Hằng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận những đóng góp tích cực của câu lạc bộ trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương mà cơ quan đại diện đại sứ Vũ Quang Minh đã động viên câu lạc bộ Trường Sa với những hoạt động tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa. Thứ mong muốn mỗi hội viên của câu lạc bộ Trường Sa sẽ trở thành một đại sứ cho Trường Sa của Việt Nam. Dịp này đại sứ cũng giải thích cho những người tham dự hiểu thêm về quan điểm ngoại giao của Việt Nam trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Đấy có các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuẩn bị có chuyến Kiều Bảo Đức về thăm Trường Sa. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng, đã, đã gửi số tiền do cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức quyên góp thông qua câu lạc bộ Trường Sa gửi tặng quân và dân trên đảo Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có thể hiểu được những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự sau đây. Sự do truyền hình Việt Đức VDTV thực hiện. Truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức với chương trình Nghĩa tình vì Trường Sa thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Berlin. Những ngày đầu khi mới thành lập, chỉ có 12 thành viên đấy là những thành viên đã từng được đi ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo thứ tự trong bức ảnh từ trái qua phải, gồm nhà báo Nguyễn Huy Thắng, anh Nguyễn Khắc Hùng, anh Hoàng Bình Định, anh Phạm Quang Thảo, anh Phạm Ngọc Kỳ, chị Chu Thị Châu, chị Lưu Thị Phi Nga, chị Bùi Thị Thu Minh, anh Phạm Mạnh Cường, anh Nguyễn Văn Cường, anh Nguyễn Văn Thanh, và chị Tạ Thị Kim Liên. Cuộc họp lần thứ nhất đã thống nhất bầu hai chị, đấy là chị Chu Thị Châu và chị Bùi Thị Thư Minh đồng chủ tịch và lấy ca khúc Trường Sa, Hoàng Sa ơi, chúng con đã về đây làm ca khúc truyền thống của câu lạc bộ. Trước khi câu lạc bộ Trường Sa được thành lập, kiều bào người Việt Nam ở Đức đã có nhiều hoạt động để ủng hộ biển đảo quê hương. Trong đấy có nhiều đoàn của cộng đồng đã được ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đoàn đầu tiên đấy là anh Phạm Ngọc Kỳ và anh Phạm Quang Thảo. Hai anh đã ra thăm Trường Sa vào năm 2012 và các anh đã mang về những bức ảnh hết thức chân thực về sống của quân và dân trên các đảo Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Huyền đi đầu tiên đấy, anh Phạm Ngọc Kỳ và anh Phạm Quang Thảo đã tổ chức triển lãm hình ảnh về Trường Sa cùng với những bài viết và diễn đàn nói về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những buổi diễn thuyết đấy đã được đông đảo cộng đồng của người Việt Nam và bạn bè Đức, bạn bè quốc tế ủng hộ. Từ những diễn đàn như thế, người Đức và bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 2013, Đoàn Kiều Bảo Đức chỉ có một mình anh Nguyễn Văn Thanh tham gia. Năm 2014, Đoàn Kiều Bảo Đức có 4 người tham gia trong chuyến đi thăm do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Đấy là nhà báo Nguyễn Huy Thắng, nhà báo Đặng Thế Sáng, anh Bùi Hữu Trung đại diện cho Hội nghị Việt Nam ở thành phố Erfurt và đạo diễn diễn viên trẻ nhà quay phim Ngô Ngọc Đức. Chuyến đi này Ngoài số quà tặng là những chiếc tông đực vô cùng của giá trị tặng cho các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Các nhà báo đã viết nhiều bài, nhiều phóng sự, làm thơ và đặc biệt có một ca khúc Hoàng Sa, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây của nhà báo Nguyễn Huy Thắng đã được giải nhất trong chuyến đi này. Và ca khúc này đã được nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam giàn dựng phát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các kênh truyền hình VTV1, VTV4 đã đưa tin Kiều Bảo Đức sẽ thăm trường xa và tặng quà cho quân và dân trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, cũng năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 xâm lược vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì bà con Kiều Bào tại Cộng hòa Liên bang Đức đã xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh. 15 giờ ngày cuộc biểu tình không chỉ thu hút đông đảo bà con kiều bào là người Việt Nam mà cả bạn bè Đức và bạn bè quốc tế cùng tham gia phản đối Trung Quốc và đòi Trung Quốc trả lại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong năm 2014, cùng với phong trào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh, đấy là phong trào quyên góp ủng hộ ngư dân bám biển ủng hộ quân và dân trên các đảo Trường Sa của Việt Nam giữ vững chủ quyền của tổ quốc Việt Nam. Phong trào đã lan rộng và thu hút được đông đảo sự ủng hộ của bà con kiều bào. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thu đủ số tiền để đặt và đóng mới con tàu CQ01 mang tên Chủ quyền để tặng cho quân và dân trên đảo Trường Sa của Việt Nam và ngày 20 tháng 5 năm 2015 thay mặt bà quan kiều bào tại Cộng hòa Đếm Đức đã bàn giao con tàu này cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đưa ra trường xa. Quý vị và các bạn, cũng trong năm 2015, đoàn Kiều Bào Đức do anh Nguyễn Khắc Hùng, anh Phạm Mạnh Cường và anh Nguyễn Văn Cường đã ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài số quà tặng của các anh quyên góp nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Cường đã ủng hộ cho tất cả các cháu là con em của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa. Khi về Hà Nội học cao đẳng hoặc là học đại học thì đến ở 5 căn hộ của gia đình anh, không phải trả tiền thuê nhà trong suốt quá trình 5 năm năm. Ra, gia đình anh Nguyễn Văn Cường và chị Thủy đã ủng hộ mỗi năm 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Đây là dự án kéo dài và với số tiền lớn nhất so với cộng đồng kiều bào ở Đức quý vị và các bạn, năm 2016, lần đầu tiên đoàn Kiều Bảo Đức ra thăm Trường Sa có chị em phụ nữ. Đấy là chị Tạ Thị Kim Liên, chị Lưu Thị Phi Nga, chị Chu Thị Châu, chị Bùi Thị Thu Minh, anh Hoàng Bình Định, anh Nguyễn Văn Tính và thầy Đại Đức Thích Phạm Nhẫn. Đây là đoàn đi đông nhất của bà con Kiều Bảo đến với Trường Sa thời Điệp Chuyến đi này, không khí vì Trường Sa Thân Yêu đã dấy lên ở cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và đấy cũng là nguyên nhân, là động lực để câu lạc bộ Trường Sa chính thức được thành lập. Nói về chính thức, bởi vì từ năm 2014, những người đi thăm quần đảo Trường Sa ở Việt Nam đã nhen nhóm để thành lập câu lạc bộ Trường Sa. Sau khi câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập, thì những hoạt động ủng hộ cho biển đảo quê hương có chiều sâu và bề rộng hơn. Tính tập thể, thiết thực và ý nghĩa hơn. Như cuộc họp của câu lạc bộ Trường Sa ngày 18 tháng 10 năm 2017 đã thu hút được giới trí thức trẻ. Đấy là các sinh viên của người Việt Nam đang tu học tại Đức. Các bạn trẻ đã trình bày phương án cung cấp thiết bị máy lọc nước ngọt từ nước mặn cho quân và dân trên đảo Trường Sa buổi sinh hoạt như vậy của câu lạc bộ Trường Sa đã được truyền hình Việt Nam, VTV1, VTV4, VTC10 đến ghi hình và đưa tin. quý vị và các bạn, cũng từ những buổi sinh hoạt như vậy mà số tiền quyên góp của quỹ ủng hộ cho Trường Sa của Việt Nam càng ngày càng được nâng lên. Năm 2018, đoàn kiều bào Đức do câu lạc bộ Trường Sa chủ trì với các thành viên chị Lưu Thị Phi Nga chị Chu Thị Ngọc, chị Dương Bích Ngọc, anh Lê Hồng Cường và sinh viên Lê Trí Tài đã ủng hộ cho Trường Sa 40 chiếc ô lớn. Đây là những chiếc ô mà chịu nắng, chịu mưa để tỏa bóng mát cho cán bộ và chiến sĩ trên đảo. Phần tăng cường và gìn giữ sức khỏe cho cán bộ và chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Số 40 chiếc ô đấy tặng cho đảo Trường Sa lớn 15 chiếc tặng cho đảo sinh tồn, đảo Song Tử Tây, đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết và đảo Phan Vinh mỗi đảo năm chiếc. Thưa quý vị và các bạn cũng từ quỹ hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa mà đoàn đã thăm Trường Sa của Kiều Bảo Đức năm 2019. Đoàn do anh Nguyễn Văn Thanh, phó chủ tịch câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức làm trường đoàn. Đoàn gồm các anh các chị như sau. Nguyễn Văn Thanh, trưởng đoàn, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, anh Đặng Minh Truy, chị Lưu Thị Thu Hiền, anh Vũ Thế Hà, anh Nguyễn Minh Tuấn, anh Phan Văn Tùng và sinh viên Nguyễn Xuân Hảo. Trong quá trình ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đoàn đã trao tặng cho quân và dân trên đảo sinh tồn một bộ tổ hợp tập thể dục thể thao đa năng với các thiết bị đầy đủ như một phòng tập gym hoàn chỉnh như máy chạy thể dục thể thao, bộ tập tạ, xả đơn xả kép, máy tập cơ tay, máy đẩy vân vân trị giá hơn 200 triệu đồng Việt Nam. Đây là món quà của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng cùng với số tiền quyên góp của các thành viên trong đoàn. Kèm theo đấy là các quà tặng cho quân và dân trên các đảo mà đoàn đã đến thăm quà mà đoàn đã trao tặng cho quân và dân trên các đảo là nghĩa tình của bà con kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức với quân và dân trên đảo Tiền tiêu thưa quý vị và các bạn trong năm 2020 và năm 2021 do đại dịch cho nên kiều bào Đức cũng như Bộ Tư lệnh Hải quân Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài không tổ chức cho các bạn đi thăm trường Sa. Nhưng năm 2022, khi đại dịch đã bớt đi thì đoàn Kiều Bảo Đức lại tiếp tục ra thăm Trường Sa và có những hành động ủng hộ thiết thực cho quân và dân trên đảo. Đấy là câu lạc bộ đã chi quỹ và các thành viên trong đoàn đi thăm Trường Sa đã quyên góp ủng hộ thêm vào quỹ đóng mới những con tàu chủ quyền để tặng cho quân và dân trên đảo Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những hoạt động về nghĩa tình Trường Sa. Câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức trong đại dịch Covid-19 đã có cuộc vận động vô cùng lớn và có ý nghĩa. Đấy là phong trào quyên góp ủng hộ 100.000 khẩu trang cho nhân dân Đức chống đại dịch. Phong trào đã thu hút được sự chung tay của nhiều người và vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, câu lạc bộ Trường Sa đã đưa được 100.000 khẩu trang đặt từ Việt Nam chia cho 16 bang trên toàn nước Đức mỗi một bang được 6.250 chiếc khẩu trang. Chúng tôi xin nói thêm, khẩu trang nước đấy là vàng bởi vì nước Đức lúc bấy giờ vô cùng thiếu khẩu trang cũng như thiết bị y tế. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Do truyền hình Việt Đức VDTV thực hiện. Dù chưa phải là đầy đủ tất cả, như phần nào đã nói lên được những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thay mặt ban biên tập truyền hình Việt Đức VDTV, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại